Sớm chờ xuôi dòng nước biếc, ngồi một mình trên chiếc xuồng con. Em chờ hoài bên đám mạ non, sao anh không tới? Sao anh không tới? Em còn đợi. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau từng quê ai đưa, mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, những lần nhớ nhau nghe thật ngu. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lạnh lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bước thêm mái đầu còn tìm đâu tình quê ai đưa, đường về hai thôn cách xa thoáng hơn gió chiều. Cuộc mênh mông dáng xưa ta theo giấc mộng, dắt người đã bước sang sông đang mùa lúa rộn đồng đồng. Làm sao em quên những ngày xưa mới quen thân, bên đống đa trên đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Tìm đâu tình xưa hai đứa, tình mình dù ngắn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh nghe có thiệt là mỗi lần mà nhớ tôi thấy nghẹn lòng không dạ? Trời ơi, tao nói thiệt chứ sao không thiệt? Thiệt đó hả? Dạ. Sướng quá. Anh nè. Hả? Nhớ rủ người ta ra có chuyện gì không? Nhớ rồi. Em nhờ anh á mua cái bánh ú phải không? Chứ anh... còn nữa. Đợi anh chút anh lấy liền. Đâu nè. Dấu tía gần chết á. Chết rồi, anh bỏ quên ở nhà rồi. Trời đất ơi, cái chuyện có chút xíu xịu vậy mà cũng quên nữa hả? Rủi mà mai mốt đây á, em gì á, em làm vợ của anh á, anh bỏ em lên, bỏ em xuống hay sao? Giận luôn á. Thôi mà đừng giận mà lượm. Thôi giận luôn, giận thôi, luôn không. Thôi đừng giận mà, năn nỉ mà. Thôi đừng giận mà, tại biết lượm biết sao không? Tại anh nhớ lượm quá á, vừa mà lượm vừa nhận lời á, là gặp tôi á, là tôi tránh thủ chạy qua liền, quên mất cái bánh ú luôn. Trời ơi, có vậy cũng quên nữa. Thôi mà đừng giận mà, mai mốt mà lấy lượm về á, trời ơi, tôi chiều lượm hết mức luôn, yêu thương lượm thật lòng luôn, không bao giờ làm cho lượm buồn. Nhớ nha. Nhớ. Tha lỗi. Em thấy lạnh quá. Hết ra rồi. Ủa bình thường mà đâu có bị gì đâu. Nhưng mà em lạnh dữ lắm á. Ủa lạnh hả? Chết rồi giờ sao? Thôi được rồi, lượm ngồi đây đi. Để tôi mua thuốc cho lượm nha. Thôi chi vậy? Đã không có thời gian gặp nhau rồi. Anh ngồi xuống đi. Ý em nói là anh nhìn trên cành cây kìa, anh thấy gì không? Cành cây. À, trên cái cây có nguyên cái cành cây luôn phải không? Hả? Dạ đúng rồi, ở trên cành cây đó, xa xa chút xíu đó anh nhìn thấy gì không? Trời ơi, trên cành cây quá trời lá cây luôn. Dạ trên lá cây, tước xa xa nữa kìa, anh thấy không? Có đôi chim đó, nó đang âu yếm với nhau, nó mướm mồi cho nhau đó. Dễ thương quá. Thấy rồi, chờ anh chút nha. Ủa anh đi đâu vậy? Anh lấy cái nặng thun anh bắn nó về cho em roti. Dạ đúng rồi, chi vậy? Tại vì anh thấy em thích nó quá thì anh bắn nó cho em. Tự nhiên à, người ta đang có cặp có đôi, tự nhiên anh bắn người ta lẻ bạn, tội nghiệp người ta. Ý em muốn nói là em lạnh là tại vì em muốn mình gần với nhau cho nó ấm áp giống như là đôi chim đó vậy đó.
quỷ. Hiểu rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Trước giờ chưa có làm lần nào hết trơn, ngại lắm. Anh ngộ à. Em gái mà em còn thấy em dạng hơn anh làm em ngại gần chết à. Ngại lắm. Em nè. Dạ. Vậy thôi để chịu lượng nha. Lượng chờ anh chút nha. Chờ nữa hả? Ủa đi đâu vậy? Để anh đi bắt con sâu. Anh bắt sâu chi? Để về anh mớm cho em đó. Ghê quá à. Người ta nói là, ý như là em nói là hai con nó lo lắng cho nhau như vậy đó. Em thích mình lo lắng âu yếm như vậy chứ đâu phải, em đâu có dám ăn sâu đâu. Anh không biết nữa, tại vì nghe em nói là gì? Muốn mình giống như con chim đó, cho nên là anh tưởng nó là bắt con sâu. Gì mà khờ dữ không biết nữa à. Nó giỡn thôi. À Lục, dạ. Mình thương nhau cũng 3-4 năm trời rồi đúng không? Dạ. Thôi để anh về anh nói ba mẹ của anh á, qua thưa với bác Tư ba của em để mình cưới nhau nha. Để về mình mớm mò cho nhau. Thôi đi bỏ đi. Không dám đâu. Ủa bác Tư cũng chấp nhận hai đứa quen nhau rồi mà. Vậy... Em nói là không có được đâu mà. Vậy là Lục có người khác đúng không? Bởi vậy mấy ngày hôm qua tôi nghe dân làng đây nè, tôi đồn, tôi nói là có ai đó đẹp trai lắm, giàu có lắm, về đây hỏi Lượm. Bây giờ tôi mới hiểu được con người của Lượm rồi. Chắc có lẽ là họ đẹp, họ sang, họ nhà cáo cửa rộng nên em đắm em say, em mơ em mộng còn nhớ thương chi người con gái. Anh gái hả? Thằng món quê. Tăng. Thôi đi mọi. Em đâu có nói là vậy đâu. Ý em nói á, làm sợ tía em khó quá không có cho tụi mình quen nhau. Rủi mà tía biết được á, mình lén lút vậy nè tía đánh mình chết luôn á. Không sao đâu. Bữa trước bác Tư á, nói chuyện với anh nè, là hứa cho hai đứa quen nhau rồi. Thiệt hả? Thiệt. Ủa sao tía không nói em ta? Anh nói thiệt mà láo chết liền á. Tin anh đi. Thôi tin á. Nếu như vậy tía cho phép rồi mớm ngồi chút chút đi. Sao vậy trời? Anh mớ. Được không trời? Được không? Được hả? Có thương tôi không vợ? Ta còn mới toàn đó nha. Tôi còn ghé nhẹ nhẹ. Mớm nhắc. Hồi hộp á. Cỡ quá. Anh lại, xin lỗi nha. Biết sao luôn á. Sao vậy? Nói nghe nè, tự nhiên cái anh cảm thấy ngại ngại sao á. Thôi chết rồi em ơi. Anh quên rồi. Quên gì vậy? Anh quên. Sao vậy? Anh quên cái gì mà anh không nhớ nữa. Chết rồi, anh quên cái gì ta? Đúng quá vậy. Cái gì mà lạ quá vậy? Mỗi lần mà cần tới vụ này là ổng làm tôi kỳ cục với sến mốt à. Cái gì mốt? Ai mốt? Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? How do you do? Good morning, teacher. Oh, you don't know? I think so. You hope so? I don't like to sleep alone. Anh biết nói tiếng Việt không? Biết sao không biết? Việt Nam sao biết nói tiếng Việt? Sao nãy giờ không nói tiếng Việt đi? Bà đang nói tiếng Tây, tiếng U làm gì vậy? Tôi nói anh nghe nha, kể từ phút này, tại chỗ này, tôi cấm anh nói tiếng Tây, tiếng U, anh biết không? Are you okay? Trời, bà biết mình nói tiếng Việt mà bà biết nói tiếng Mỹ luôn. Are you okay? Ủa em gái vô thăm em ở đây hả? Tôi đây. Em sống ở đây hả? Dạ thì tôi sống ở đây. Nhà em gần đây hả? Nhà tôi gần đây nè. Hèn chi nhìn em giống dân ở đây quá ha.
Thì tôi là người đây, tôi là dân đây thì tôi phải ở đây chứ làm sao. Tôi thấy anh lạ quá vậy ta. Ừ, tới. Anh từ sao mới tới? Đúng rồi. Hèn chi. Giống người nước ngoài. Giống. Giống người nước ngoài. Giống bệnh. Sốc tôi ha. Em gái ơi. Dạ. Em gái. Không giỡn nha. Em đây cho hỏi thăm em biết nhà ông Tư Râu không em? Anh muốn tìm ông Tư Râu. Đúng rồi. Tía tôi mà sao tôi không biết? Hả? Trời ơi, hên quá. Ôi, tiếng đồn quả là không sai gì đâu. Đẹp ơi đẹp, duyên ơi là duyên. Em là Út Lượm. Em 20 tuổi. Dạ, 20 tuổi. Em là con gái ông Tư Râu. Dạ. Sao em không có râu? Anh có duyên chết liền. Trời đất ơi, con gái người ta mà tự nhiên kêu có râu. Ai biết đâu, tưởng con Tư Râu đứa nào cũng có râu. Trân trọng giới thiệu với em anh Việt Kiều mới về nước. Tên của anh là Nguyễn Cục Vàng. Nghe cái tên biết đại gia rồi đó. Khà khà, Cục Vàng là anh đây. Nói vậy là anh là Việt Kiều. Đó đó. Mới về nước hả? Việt Kiều đó đó. Anh đi lấy vợ. Chính xác. Anh lấy em hả? Ừ đúng rồi. Ai thèm lấy anh. Đúng luôn. Sắp anh ha. Ba em hứa gả em cho anh rồi đó nha. Ba tôi hứa gả chứ đâu phải tôi hứa gả đâu. Nè nè, ép dầu ép mỡ không có nổi ép duyên à nha. Nhưng mà áo mặc không qua khỏi đâu. Trời ơi, áo thun ta chọc lót à. Trời ơi, ghệ này dữ dằn quá. Tại sao em không chịu anh vậy Lượm? Tại vì tôi không có thích anh. Tại vì tôi có người yêu rồi. Em có người yêu rồi à? Ủa? Người yêu của em là thằng nào? Không có được kêu người yêu tôi bằng thằng nha. Ảnh tên là Trần Văn Mót á. Trần Văn Mót. Em là Nguyễn Thị Lượm mà em lấy thằng Trần Văn Mót. Si ra đám cưới xong hai đứa đi lượm mó, đứa cầm cái bọc đứa cầm cái móc đi móc bọc, đi dọc đường thấy cái bọc là móc luôn, thấy nhà ta treo quần xà lõn cũng móc luôn. Anh đừng có nói bậy tôi nha. Chỉ cho cực khổ rồi sao không chịu lấy anh đi. Em là Nguyễn Thị Lượm còn anh là Nguyễn Cục Vàng. Đám cưới xong hai đứa khỏi làm gì hết, đi lượm cục vàng. Lượm cục vàng. Tôi không cần. Đi ra ngoài đường thấy cục gì màu vàng là lượm hết. Chịu anh đi. Nè, tôi nói anh nghe nè. Anh suy nghĩ sai rồi đó. Anh có biết á, anh Mót của tôi á, anh làm ruộng, anh làm đất. Nhưng mà anh có nghe câu là một tấc đất là một tấc vàng không? Rồi sao? Mà anh Mót tôi biết bao nhiêu là công đất. Mà một công đất là bao nhiêu công vàng, anh tính đi. Anh có một cục vàng mà cũng khoe. Ai nói em có một cục? Chịu mấy cục? Anh có hai cục. Trời ơi, em phải cục vàng luôn. Tôi không có chịu đâu. Lượm mới chịu đó, tôi lượm. Tôi không có chịu đâu tôi nè. Anh Mót ơi, Mót à, cứu em chứ. Ê, buông ra, làm gì vậy? Hả? Hả? Mót. Hả? Ăn hiếp gái nhà lành hả mày? Hả? Ở đâu xuất hiện giống như Trần Minh khố chuối vậy trời? Trần Minh khố chuối gì? Xin tự giới thiệu, tôi, Trần Chân Mót, bạn trai của Nguyễn Thị Lượm. Ghê quá. Năm nay 2016 mà ảnh còn mặc áo xít bóng. Nhìn cái áo là muốn chết với ảnh luôn rồi. Kệ tôi à, đỡ mấy người. Mặc đồ gì nam cũng nam, nữ cũng nữ. Nhảy thọt giống như khỉ mới xuất chuồng. Bà con nhìn đi. Em Lượm xinh đẹp vậy nghĩ sao lấy thằng Mót. Em mà lấy nó giống như bông hoa lài đem cắm bãi cất trâu á. Trong khi em lấy anh giống như bông hoa lài mà cắm vô cục vàng vậy đó, hiểu không? Nhưng mà tôi thấy hai cái vé đó nó cũng tựa với nhau. Nhưng mà nó khác màu, phải không? Cục nó màu đen, cục anh màu vàng, hiểu không? Không thèm luôn. Dẹp. Nhưng mà mày nghèo quá sao mày lấy vợ quà cưới mày đâu? Tôi quà. Thấy không? Nghèo quá đâu có tiền lấy vợ đâu. Ủa gì chói bà con? Bà con cưa tôi gì chói vậy bà con? Em cưa mà anh gì chói vậy? Thấy chưa? Thấy rồi, nhẫn hồng sòn tôi chói nè. Trời lúc này làm như mình bị ngớ ngẩn rồi sao? Nhẫn hồng sòn chói tưởng gì chói nè. Chả ăn mắt chưa hồng sòn á. Chả ăn mắt chưa hồng sòn á. Chả ăn mắt tôi luôn. Chạy tay ra đi. Chi vậy? Chạy đi, đeo này vô. Đó. Lượm. Dạ. Đó. Ông kia em xe ta. Chàng đẹp trai vô tư là anh. Vẫn chẳng biết chi hết. Vẫn chẳng biết tình yêu thật của em. Na 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 na. Mặt nó thấy ghê quá. Lượm. Dạ. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương. Trời ơi. Tặng em theo xính lễ tơ hồng. Nó đeo nhẫn cỏ. Thì đây anh đang nhẫn cỏ. Tặng em coi như bó ngỏ.
lòng anh chắc em đã biết. Thôi, bà con xem đi, một bên nhẫn cỏ, một bên nhẫn kim cương. Em tuyên bố cho nó biết, bình chọn của em đi. Nghe nè. Lượm. Công nhận bên đây nó sáng mà nó nặng dễ sợ. Bên đây nó tới ôm mà nó nhẹ hỉnh. Mốt ơi, chắc em xin lỗi anh, em ra quyết định của em cuối cùng quá. Em nói cho nó nghe đi em. Em quyết định là anh Nguyễn Cục Vàng là rể phụ của em. Đừng đến, đừng đến vinh quang của chúng ta là người chiến thắng. Còn anh Trần Văn Mốt á là rể chính của em á. Mày nghe chưa thằng ngu, mày chỉ là chú rể chính thôi, tao là chú rể phụ nè. Ủa, ê, hình như có gì đó sai sai trời. Em. Dạ. Anh hỏi em sao kỳ vậy? Anh giàu sao em lại chọn nó là sao? Ô, anh giàu thì kệ anh chứ, nhưng mà tôi thương là tôi chọn à. Đúng rồi. Lượm chọn anh đi lượm. Thôi, không có chơi năn nỉ nha. Chịu anh đi. Không. Anh lo cho gia đình em. Có anh Mốt lo phụ với tôi rồi. Chịu anh đi, anh lo cho cha mẹ em. Tôi không cần anh lo. Chịu anh đi, anh lo cho dòng họ em. Thôi hỏi đi, mệt lắm, để chịu tôi lo. Chịu anh đi, anh lo cho cố nội, cố ngoại em, muốn ăn giọng rồi cho ăn hết luôn. Anh về anh lo gia đình của anh đó. Chịu anh đi, anh lo hậu sự cho em. Anh coi chừng đứng đi hoài, anh nói hoài là lát rồi tụi tôi lo hậu sự ngược lại cho anh đó. Em dữ quá, thôi anh về nha. Không, không thay đổi hả? Dạ không. Không hối hận hả? Không hối hận. Đúng rồi. Vô duyên. Buồn quá, giàu không có vợ. Chỗ người ta đã yêu nhau nhưng gia dành. Chưa. Vụ gì nữa vậy? Tôi không có cần anh lo. Không phải, tôi cần cái nhẫn hồng sò của tôi. Ủa vậy hả? Quên. Quên khô mặt ớn luôn. Dạ, ai biểu đưa cho tôi chi rồi đòi lại? Lấy người ta lấy nhẫn ông sò của người ta. Giờ em đã làm vợ người ta. Áo trắng cổ sầu cầm hoa. Tôi khoe thành niên hỏa ca. Anh biết cho anh mà ra. Luôn thấy là la la la. Chị trời hả? Trời ơi là trời. Tự nhiên người ta yêu nhau tự nhiên ra dành à. Đúng không? Em. Dạ. Hồi nãy á, lúc mà chuẩn bị chích chích á, anh biết lúc nãy anh nói là anh quên á, biết quên gì không? Anh quên gì vậy? Quên này nè, cái sổ tiết kiệm của anh đó. Trời ơi, sao mà nhiều tiền quá vậy? Trời ơi, anh dành dụm mấy năm trời luôn mới được nhiêu đó. Nhưng mình sắp lấy nhau rồi, cái anh đưa cho em hết để mình xây dựng tổ yến. Anh giỏi quá à. Anh thương em nhiều dữ vậy hả? Thương lắm luôn á. Nói nghe nè. Em cảm ơn anh nhiều nha. Em giữ đi. Thôi nữa mình giữ chung đi ha. Em cảm ơn anh. Anh ơi. Sau này á, mình ráng mình cài đi. Rồi cái mình để dành tiền nè, mình lo trả hiếu cho tía má hai bên nè. Rồi cái... Chưa xong đâu. Ủa, gì vậy? Cái gì vậy? Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. Ủa? Đức Phong giật mày hả? Tác nhạc cho nó nhảy hồn hồn hết bây giờ. Bác đó, bác ra chứng kiến tụi nó hẹn hò nhau ngoài đồng ngoài ruộng kìa, bác coi kìa. Hay quá ha. Hẹn hò ở đây hay lụm ha. Thằng này là thằng Mót phải không? Dạ Mót. Ha Mót hả? Quên lộn, tưởng Mót. Mót, ba mày tên Mót đúng không? Dạ. Rồi giỏi quá ha. Hẹn hò trai gái đồ ở đây ha. Mèo mã gà đồng nữa bác. Mà mẻo gà gì mày nói gì? Trời ơi bác lộn văn rồi. Mèo mã gà đồng. À mèo mã gà đồng ha. Giỏi quá ha. Dạ đâu có đâu tía. Bước qua đây, bước qua đây. Hỏi hai đứa tụi bay làm gì ngoài này mà tía. Tía ngồi ở nhà tía chờ hoài không thấy gì à? Dạ thưa tía, con ra con làm đồng, làm ruộng. Chứ đâu có hẹn hò gì nhau đâu tía. Dạ, đâu có hẹn, đâu có hẹn đâu phải không anh? Đâu có hẹn đâu phải không? Nè, cha mẹ bước qua đây giùm con cái nè. Dạ. Mày mới làm với mày lên phải không? Dạ. Sao chân mày không miếng sình này hết vậy? Dạ, tại tụi con mém làm á
chú đi làm mà tía để điện xuống đi làm tía. Thôi bước vô điện giật thấy bà nội giờ mày đặt hay quá ha, giỏi quá ha, mà mẻo gà gì mày quên rồi cái gì cái câu mèo mã gà đồng giờ xử tội đi bác. Mèo mã gà đồng phải không? Được rồi, con lượm bước qua đây. Dạ. Bước qua liền cho tía. Dạ. Mày ghẹo nó quánh mày chết á, tao biết cánh tao con tao mà. Đứng đây đừng chọc ghẹo ta. Nè. Dạ. Chào. Dạ. Hẹn hò gì ở đây hả con? Hả? Dạ. Tao cấm không cho quen mà tao kêu cứ ngào ngào qua đây hoài là sao? Ủa mày... bác hứa với con là cho quen mà. Bác cho tụi con quen nhau mà. Tao có hứa không? Dạ có hứa rồi. Thôi tao có hứa nói rồi mẹ ơi, khùng quá. Dạ. Vậy mình đi về. Có gì đi về chứ ai làm. Ủa gì vậy vậy? Trời ơi con kêu bác ở đây là bác có chia quen rẻ tiếp tự nhiên bác dung đất là sao? Chia quen là gì? Chia gì? Chia quen rẻ thúy. Chia quen rẻ thúy đúng rồi, phải chia ra. Mày dạ. Không có được. Tao cấm hai đứa tụi bay quen nhau, nghe chưa? Dạ. Cấm không cho quen nhau nữa. Dạ má bác. Cái gì? Dạ má bác Tư, tụi con quen nhau 3-4 năm trời rồi. Bởi vậy rồi phải chia liền, chia liền. Không, đâu phải chia liền, chia liền. Chia liền. Chia liền, chia liền. Dạ. Không có nói nhiều nữa, bây giờ. Tía ơi. Không, tía con cấm con đứng im không được nói tiếng nào hết. Nghe không? Để tía xử cho coi. Dạ. Con. Dạ. Mày là thằng mọt, mọt ba mày quên lộn cha. Dạ. Tía mày. Thằng mày là mót đúng dạ, không? Mót, dạ. Mày về, mày kêu tía má mày qua gặp tao. Dạ con đang nghĩ mất tư. Kêu tía má mày qua đây. Đúng rồi. Tía ơi, kêu tía má anh qua đánh tụi con chi vậy tía? Cái chuyện của tía con không được can thiệp vô. Không được can thiệp vô. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Con phải ngồi đó. Mày im đi mày đừng nói theo tao mất giá trị. Khủng. Nghe chưa? Nghe chưa? Về nữa. Về mới bảnh kêu tía má qua đây. Con đang nỉ bác Tư mà bác Tư ơi đừng có mét tía má con mà. Tao cũng đang nỉ mày qua kêu má tía má mày qua giùm tao. Giờ con đang nỉ bác Tư đừng có mét má con. Tao lại mày kêu tía má mày qua tao giả ghé tao cho mày. Trời, có vậy mà cũng hiểu đó. Ngu à. Kêu cha mẹ qua đây giả con gái ổng cho mày. À, vậy mà cũng hiểu đó đồ ngu. Ngu mày ngu. Mày cũng ngu nữa. Trời, không được. Cái gì? Bác Tư ơi, con nói nghe này bác lớn, sao bác bất dạy vậy bác Tư? Khổ hả mày? Trời ơi, ăn gái rồi tại ăn tiền ăn giọng đã rồi giờ không chịu đâu trời. Ê, tao ăn tiền ăn giọng cái gì của mày hồi nào? Chịu đâu, lâu lâu vụ ta gửi mấy trăm mà tao không mà giờ tự nhiên. Không chịu đâu, giờ tự nhiên là gã gái vô mót. Thôi nè, mày đừng làm giống con nít quá đi. Thôi bây giờ vậy nè, thôi đứng lên đi, chú Tư nói cho con nghe cái này. Nghe không? Nói gì nói chứ. Tao xong mới chịu đứng. Bây giờ nè, con lượm. Nghe dạ. Không? Là con gái lớn của chú. Dạ. Tao còn đứa con gái nữa chứ bộ tao trả cho mày. Hả? Mắc mớ gì mày làm gì mày giải đạch. Ủa? Dạ. Đạch như chó bị đập đầu rồi thứ. Ôi bác. Ủa vậy là còn đứa nữa hả? Còn đứa nữa. Sao nó con biết? Đây nè bây giờ tên nè. Gì? Tên nó con Mén. Mén hả? Trời ơi nó dễ thương nó. Tên Mén là mày biết rồi. Dễ thương. Con lượm con Mén mày biết mà con Mén nó còn dễ thương hơn dạ. Con lượm nó. Bây giờ đứng ở đây đây dạ. Để chỉ vô chú vô chú kêu nó ra đây dạ. Cho dạ. Mày gặp mặt nhé. Dạ. Mày nhắm con mắt lại. Phải vậy hả? Trời đất ơi mày phải nhắm mắt lại hả? Nó ra kêu một nào? Cái. Nó ra kêu một... con mở ra nha. Kêu mày mở ra nó ra một cái là tao nói thiệt mày gặp nó cái là mày chết tại chỗ. Dạ dạ. Mén ơi. Tới con, chưa bác? Ra đây con. Cơn cuồng phong tới không à? Bác ơi, con gái bác mẹ tới chưa? Tới rồi nè, bây giờ nè lại nha, khoan hãy mở mắt ra dạ, nghe con dạ, nha. Dạ. Bây giờ đây nè con. Hả? Hả? Đâu? Trời ơi, cái này cái chân hả? Cái chân dài, trời ơi, cái chân lên tới cái nách luôn hả? Trời ơi, con thích lắm bác ơi, con thích gái chân dài. Nói em lượm ngắn quá, còn giờ con đổi ý, thích ăn mén hả? Mày thích khi nào mày cứ ngắm đi, mày cứ khi nào mày thích mày mở mắt mày mở nha. Dạ cho chân đụng. Nhưng mà mày phải làm gì đó cho nó. Ủa, cái chân nó phải lên cái bụng chứ nó. À chọn cái eo nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi, gái thì gái dễ thương nè, eo nhỏ xíu à. Cái này gì vậy? Ủa, sao cái này nhỏ xíu vậy? Chắc phải trời chân vậy? Dài mà cái này nó hơi nhỏ về đi sửa được không sao? Ủa mà sao cho con bớt thoải mái quá vậy?
Ủa trời ơi, người không đậu cái chơi đâu có gì hết trơn trời ạ. Không, cái đầu quá, cái đầu quá trời. Trời ơi, mộng quá, không chịu đâu, không chịu hốt ra đi chơi.